Thuyết âm mưu, Diệp Nhị Nương vì sao lại dụ dỗ Huyền Từ? Phía sau chính là có kẻ hắc thủ đã xúi giục. Tác phẩm Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung Tiên Sinh có thể nói là vô cùng lay động lòng người, được mọi người tôn xưng là phong hồi lộ chuyển. Nếu như tỉ mỉ nghiên cứu thật kỹ, thì càng là sẽ phát hiện ra được rất nhiều điểm bất ngờ trong đó. Tựa như thân thế của cả ba nhân vật chính cuối cùng đều là có ẩn tình. Tiểu Phong vốn là người khiết đan, lại bị người Hán thủ dưỡng. Đoàn Dự gọi Đoàn Chính Thuần là phụ thân đến cả mấy chục năm, cuối cùng mới phát hiện Đoàn Diên Khánh, kẻ đứng đầu trong tứ đại ác nhân, mới thực sự là cha đẻ của mình. Hư Trúc từ nhỏ tại Thiếu Lâm Tự lớn lên cho rằng bản thân mình vốn là cô nhi, hắn lại đột nhiên phát hiện cha mẹ của mình vẫn còn ở tại nhân gian. Phụ thân là Huyền Từ đại sư, phương trượng của Thiếu Lâm, uy vọng lừng lẫy trong chốn giang hồ. Mẫu thân thì là Diệp Nhị Nương, chuyên làm việc ác bất tận. Tuy nhiên, nếu như các độc giả cẩn thận tìm hiểu cho thật kỹ, vẫn là sẽ phát hiện một cái bí ẩn vẫn còn chưa được giải quyết. Đó chính là Diệp Nhị Nương cùng Huyền Từ đại sư cấu kết, cũng không phải là xuất phát từ bản ý, mà là có người khác thúc đẩy. Vậy thì kẻ hắc thủ đứng phía sau đó lại là ai? Diệp Nhị Nương đã gọi hắn một tiếng là ca ca. Để tìm hiểu về điều này, đầu tiên chúng ta sẽ nói đến bí ẩn về thân phận của Hư Trúc. Hư Trúc lúc ban đầu xuất hiện chính là chất phác chỉ độn, võ công khá thấp. Trải qua rất nhiều cơ duyên xào hợp, liền đã có được nội lực của Tiêu Dao Tam Lão, còn đã luyện thành rất nhiều thần công của Tiêu Dao Phái. Khi ở tại Thiếu Thất Sơn, theo quá trình vạch trần của Tiêu Viễn Sơn, thì một câu chuyện vốn đã được giấu kín từ lâu đã được phơi bày ra ánh sáng. Hư Trúc làm sao cũng không thể ngờ rằng chuyện này lại có liên quan rất lớn đến thân thế của mình. Nguyên lai đó là khi Diệp Nhị Nương trong lúc vô tình thấy được vết sẹo phía sau của Hư Trúc, khi mà hai mẹ con Diệp Nhị Nương cùng Hư Trúc nhận nhau, Tiêu Viễn Sơn lại ở trước mặt mọi người nói thẳng ra tư tình năm xưa của Diệp Nhị Nương cùng với Huyền Từ đại sư. Nguyên tác là viết như sau. Tiêu Viễn Sơn chậm rãi nói ra: Diệp Nhị Nương, ngươi vốn là một cô nương tốt, ôn nhu mỹ mạo, đoan trang trình thục. Thế nhưng là vào năm ngươi 18 tuổi đã được một nam tử võ công cao cường, có thân phận lớn dụ hoặc thất thần với hắn, sinh ra đứa bé này có đúng hay không? Diệp Nhị Nương đờ đẫn bất động, qua một hồi lâu mới gật đầu nói: Đúng, chỉ là không phải hắn dẫn dụ ta, là ta đi dẫn dụ hắn. Hoàn toàn chính xác, Huyền Từ đại sư vốn chính là Thiếu Lâm cao tăng, không có khả năng lấy thân phận một tên hòa thượng để đi dẫn dụ Diệp Nhị Nương. Nhưng mà Diệp Nhị Nương dung mạo rất đẹp, vì sao lại muốn đi cầu dẫn một tên hòa thượng? Chúng ta hãy nghe xem chính Diệp Nhị Nương là đã nói cái gì. Diệp Nhị Nương nói: Việc này không thể trách phương trượng, đều là do ta không tốt, là ta bị người khác ép buộc, cố ý đi dẫn dụ phương trượng. Đến đây chúng ta hãy chú ý, Diệp Nhị Nương ở nơi này đã rõ ràng nói tới một người khác, từ đó mới cố ý đi dẫn dụ Huyền Từ đại sư, cuối cùng sinh ra Hư Trúc. Vậy thì kẻ đã ép buộc Diệp Nhị Nương kia lại là ai? Chỉ đáng tiếc một điều, đó chính là Kim Dung Tiên Sinh có vẻ như đã quên đi tình tiết này, không có viết ra rõ ràng. Nhưng mà thông qua Thiên Long Bát Bộ phiên bản đang dài kỳ, tức là phiên bản đầu tiên chưa qua chỉnh sửa, thì chúng ta vẫn có thể tìm được một chút dấu vết để lại. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến thân phận của kẻ đứng sau. Mọi người đều biết Tình Tú lão quái Đinh Xuân Thu nguyên là đệ tử của Tiêu Giao Phái, nhưng hắn lại cùng sư nương Lý Thu Thủy thông đồng với nhau, hoặc là không làm đã làm thì làm cho xong, một trưởng đem sư phụ Vô Nhai Tử đánh rớt xuống vách núi. Sau khi mưu phản Tiêu Giao Phái, Đinh Xuân Thu sáng lập Tình Tú Phái, từ đó tạo ra Hóa Công Đại Pháp cùng Độc Công, khiến cho quần hùng vừa nghe đến đều phải biến sắc. Nhưng mà rất nhiều độc giả không biết là trong phiên bản đầu tiên của mình thì tác giả Kim Dung đã thiết lập để cho Đinh Xuân Thu cùng Diệp Nhị Nương có quan hệ cực kỳ mập mờ. Trong bản đăng dài kỳ có đoạn trích như sau. Khi đó Đinh Xuân Thu mới tới Trung Nguyên, chợt nghe từ nơi rất xa thanh âm của một nữ tử kêu lên: Xuân Thu ca ca, ta đã tìm được ngươi, thật là khổ sở. Ngươi rốt cuộc cũng tới Trung Nguyên, nhất định là vì ta mà đến, ta rất vui. Thanh âm này yếu ớt thấm thoát bay tới lại là 10 phần rõ ràng. Đoàn Dự nói: À, là vô tác, là vô ác bất tác Diệp Nhị Nương. Đinh Xuân Thu nghe thanh âm này mặt mo lộ ra có chút xấu hổ. Diệp Nhị Nương ở trước mặt mọi người nũng nịu gọi Đinh Xuân Thu là ca ca, có thể thấy được hai người có quan hệ xác thực không phải tầm thường. Chỉ là Diệp Nhị Nương không phải yêu Huyền Từ đại sư, thì làm sao lại cam nguyện vì hắn sinh hạ một hài tử, rồi làm sao lại quay người cùng Đinh Xuân Thu liếc mắt đưa tình? Kỳ thật Diệp Nhị Nương còn nói qua một đoạn văn, chỉ cần cẩn thận nghiên cứu kỹ
thì liền có thể phát hiện ra manh mối mấu chốt. Nguyên tác có đoạn trích: Mộ Dung Phục trong lúc vô tình đem y phục của Diệp Nhị Nương lột xuống một mảng lớn, không khỏi cảm thấy cực kỳ hổ thẹn, liền nói: Đắc tội. Đám người thấy Diệp Nhị Nương quần áo bị kéo xách, cảm giác vô cùng xấu hổ, lập tức liền muốn che lấp. Nào biết nàng ta điềm nhiên như không có việc gì, ngược lại còn dương dương tự đắc, cười quyến rũ nói: Người thanh niên này đều là háo sắc như thế, ngay trước chỗ đông người cũng dám phì lễ ngang ngược với lão nương ta như vậy ư? Xuân Thu ca ca, ngươi cũng không cần phải ghen tị, tâm của ta luôn hướng về ngươi. Cái loại tiểu bạch kiểm này chính là cực kỳ không đáng tin cậy. Chớ nhìn hắn tướng mạo anh tuấn, ta không hề coi trọng hắn. Diệp Nhị Nương nói ra câu nói này hiển nhiên là ngấm ngầm hại người. Đinh Xuân Thu vì sao muốn ghen tức? Đơn giản là Diệp Nhị Nương về sau cùng Huyền Từ đại sư đã cấu kết với nhau, còn sinh ra hư trúc. Nghe đến đây có lẽ mọi người đều cảm thấy có chút hồ đồ, nhưng chỉ cần đem một câu nói của Diệp Nhị Nương nghiên cứu kỹ, đó là bị người ta bức bách cố ý đi dẫn dụ Phương Trượng, sau đó liên hệ với nhau, liền có thể biết được bản ý của Kim Dung tiên sinh. Chúng ta có lẽ nên bỏ qua tạo hình của Đinh Xuân Thu trên các bản phim truyền hình, bởi vì theo nguyên văn ghi chép, Đinh Xuân Thu lúc còn trẻ chính là anh tuấn vô cùng, phong thần tuấn lãng, tiêu sái phiêu giật. Nếu không thì Lý Thu Thủy kia làm sao mà lại để ý đến hắn? Đinh Xuân Thu ỷ vào mình có dung mạo tuấn mỹ, một mặt cùng Lý Thu Thủy thân mật, nơi đó lại cùng Diệp Nhị Nương qua lại với nhau. Chỉ là Đinh Xuân Thu công vụ tâm kế, điều hắn muốn chính là Diệp Nhị Nương phải lợi dụng sắc đẹp để cầu dẫn Thiếu Lầm Tự Huyền Từ đại sư, để đạt tới mục đích khiến cho Huyền Từ thần bại danh liệt. Diệp Nhị Nương mới đầu không đồng ý, dù sao nàng ta cũng đã là yêu Xuân Thu ca ca. Nhưng Đinh Xuân Thu kia cực kỳ ngoan độc, cuối cùng đã ép cho Diệp Nhị Nương quay người tìm cách dẫn dụ Huyền Từ đại sư. Nhưng mà có một điều đã khiến cho Đinh Xuân Thu bất ngờ, đó chính là Diệp Nhị Nương cùng Huyền Từ sau khi thường xuyên qua lại, nàng ta đã thực sự sinh lòng cảm mến, cũng cam tâm tình nguyện vì hắn âm thầm sinh ra hư trúc. Kể từ đó liền có thể giải thích khi Đinh Xuân Thu vừa bước chân vào Trung Nguyên, Diệp Nhị Nương vì sao lại gọi hắn là Xuân Thu ca ca một cách trìu mến đến như vậy. Mà khi Mộ Dung Phục vô ý xé rách y phục của Diệp Nhị Nương, Diệp Nhị Nương lại nói Đinh Xuân Thu không cần phải ghen tức. Ngoài ra khi mà Đinh Xuân Thu nghe được Diệp Nhị Nương ở trước mặt mọi người gọi hắn là Xuân Thu ca ca, Kim Dung đã viết Đinh Xuân Thu trong hai mắt cấp tốc dị thường, lóe lên một đoàn sát khí. Rõ ràng Diệp Nhị Nương không có hoàn thành nhiệm vụ mà Đinh Xuân Thu đã sai khiến, còn trước mặt mọi người trêu chọc với hắn. Điều này mới khiến Đinh Xuân Thu có ý nghĩ giết người diệt khẩu với Diệp Nhị Nương. Chỉ đáng tiếc một điều, đó chính là tác giả Kim Dung cũng không có đem đoạn kịch bản bí ẩn này viết ra rõ ràng, mà lại còn ở trong tân tu bản Thiền Lòng Bát Bộ mới chỉnh sửa, đã hoàn toàn xóa bỏ đoạn đối thoại vô cùng mập mờ giữa Diệp Nhị Nương cùng Đinh Xuân Thu, khiến cho câu nói bị người ta bức bách cố ý dẫn dụ Phương Trượng của Diệp Nhị Nương đã trở thành một bí ẩn chưa có lời giải, và chúng ta cũng chỉ có thể đưa ra những giả thuyết mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề kiếm hiệp được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Thì trước khi kết thúc cái video này thì mình muốn nói một chút về cái video này. Thì như chúng ta đã biết rằng cái tình tiết mà Diệp Nhị Nương lại nói là phía sau có người thúc ép thì chúng ta, nếu mà chúng ta không phân tích sâu thì chúng ta có thể hiểu rõ ràng là lúc đó là có thể là Diệp Nhị Nương chính là muốn nói như vậy để mà cho thấy rằng cái tội lỗi đấy không thuộc về Huyền Từ. Nhưng mà ở đây thì chúng ta có thể suy nghĩ theo chiều hướng khác, là chính xác là bởi vì phía sau của Diệp Nhị Nương có người đang thúc ép bà ta, thì để chúng ta nhìn nhận một cái câu chuyện nó theo nhiều khía cạnh khác nhau để chúng ta có cái chúng ta nhận định và hiểu sâu hơn về cái những tác phẩm của Kim Dung. Bởi vì những cái nội dung ở trên Kim Dung bây giờ chúng ta thấy rằng nó có quá nhiều, và những cái bình thường thì chúng ta phân tích hết rồi, thì buộc lòng chúng ta phải phân tích và nhìn nhận nó theo nhiều cái chiều hướng khác nhau để chúng ta còn có cái gì mà đúng là bàn luận về câu chuyện này. Sắp tới thì mình sẽ mổ xẻ thêm thật nhiều những chi tiết nhỏ nhất về những câu chuyện này cho chúng ta biết, bởi vì tác giả thì có 3 phiên bản mà, chứ không phải đơn giản chỉ là một phiên bản không. Chúng ta có thể liên hệ giữa các phiên bản với nhau để tìm ra những cái điều mà thú vị và đặc biệt trong đó. Có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những cái video hấp dẫn tiếp theo.